Thưa sư cho con hỏi, con thấy một số vị sư trẻ hiện nay ngoài việc học kinh ra thì các vị còn học thêm ngoại ngữ nữa. Không biết học vậy có lợi ích gì cho đời sống xuất gia không sư? Cái chuyện hết sức bình thường đó quý vị. Cái lợi lớn nhất á, là khi mình đọc kinh ấy, mình có nhiều nguồn tham khảo. Ví dụ ha, một cái bản kinh, ngoài cái bản dịch tiếng Việt mình còn có bản dịch tiếng Anh rất là nhiều. Mình học bao nhiêu ngôn ngữ là nó hầu hết là nó có bấy nhiêu cái bản dịch. Ví dụ như nó còn có bản dịch tiếng Anh nè, tiếng Pháp nè, tiếng Đức nè, tiếng Nga nè, rồi tiếng Trung Quốc nè. Đó tức là mình có nhiều cái bản dịch để mình đối chiếu chéo, đối chiếu chéo. Nó quan trọng lắm quý vị. Bởi vì nó kỳ. Tức là một số bản dịch tiếng Việt ấy mình đọc không hiểu. Thì mình có thể tham khảo bản dịch của các ngôn ngữ khác thì có đôi khi nó sẽ dịch sáng ý hơn, dịch rõ hơn. Rồi sự cố sẽ tránh mà rốt cuộc tránh cũng không được. Tức là một số bản dịch bị nhầm lẫn. Mà nếu như mình ỷ y á, mình ỷ y mình không có tham khảo những bản dịch tiếng ngôn ngữ khác á, mình có thể hiểu sai ý kinh. Nha, có thể hiểu sai ý kinh. Cho nên cái việc học ngôn ngữ nó giúp ích rất là nhiều trong việc nghiên cứu kinh tạng. Đó là chưa kể như hồi nãy có vị hỏi cái hư đàm là cái gì đó thì xin thưa quý vị, đọc kinh mà cái gì thấy thấy đó, cái chữ đó, hư đàm bể đầu chết luôn. Ai biết hư đàm là cái gì? Ai biết hư đàm là cái gì? Hư, nếu mà mình phân tích tiếng Hán, hư có nghĩa là không có thực ha. Hư có nghĩa là không có thực, mà đàm tức là nói chuyện, tức là mình nói chuyện không có thực. Mà nói chuyện không có thực là mình nói cái gì, nói cái gì. Chính những lúc đó là những lúc mà mình có một cái ngoại ngữ, nó là một lợi thế. Và ở đây thì ưu tiên là mình học tiếng Pali. Đấy, ưu tiên học Pali thì khi đó mình có thể mình tham khảo, nó rộng đường cho mình đi hơn. Chứ còn mà cái kiểu không biết cái gì hết nha, rồi mình đọc cái kiểu hư đàm như vậy đó, bắt đầu là mình mò nha, mò mò là mò chết bỏ luôn đấy, chết chưa, nó lại đỏ rồi. Alo, quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ không? Nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Có bị mất tiếng hay không? Có bị mất nội dung hay không? Nó đang báo kém, đang báo tín hiệu kém. Nó đang báo tín hiệu kém. Rồi. Nghe rõ rồi. Rồi nghe rõ gì được rồi. Rồi sư trả lời tiếp ha. Thêm một cái vấn đề nữa đó, là mình đi ra ngoài đó, nó sẽ rộng đường cho mình hơn là mình cứ ở ru rú một nơi. Mình đi Thái,
Mình đi cam, mình đi miến, khi mình đi nước ngoài đó thì đương nhiên mình phải có ngoại ngữ. Chứ còn mà mình trông chờ vào sự dịch thuật của người khác ấy, thì mình không có gì đảm bảo nha, không có gì đảm bảo. Cho nên là mình có cái ngoại ngữ thì mình rộng đường cho mình đi ha, rộng đường cho mình đi ha, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó hỗ trợ rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà mình nói một cách rốt ráo thì cái việc thực hành pháp, cái việc tu phát triển tâm thì nó không giới hạn ở ngôn ngữ, nhưng mà mở một cái ngoặc nha, thiệt là bự. Đó là rất nhiều vị nhờ đi ra nước ngoài, cụ thể là đi miếng, gặp được những vị minh sư thiện hữu, hướng dẫn phương pháp thực hành một cách đúng đắn, thì vị đó có những sự tiến bộ vượt trội trong việc thực hành pháp. Còn khi mà vị đó cứ ru rú ở Việt Nam thì có đôi khi lại không có cơ hội tiếp xúc với những vị dày dặn kinh nghiệm, và cái việc thực hành của vị đó nó bị cản trở nha. Cho nên đúng đúng là cái việc phát triển tâm là nó không có giới hạn ở ngôn ngữ, nhưng mà đôi khi vị thầy của mình ấy, vị thầy hướng dẫn ấy, vị đó nói tiếng Anh nha, vị đó nói tiếng Anh mà mình không biết tiếng Anh là mình chết 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 nha, mình chết quớt. Đấy, ngay cái việc thực hành cũng cần ngôn ngữ nha, cũng cần ngôn ngữ. Rồi đúng là việc chứng đắc thì nó không cần ngôn ngữ, nhưng mà biết đâu cái vị mà có thể hướng dẫn mình có sự chứng đắc ấy, vị đó không nói tiếng Việt thì sao? Cho nên là cái việc học ngoại ngữ thì nó luôn luôn là cần thiết nhé.